sấm sét nổ như bom, người dân hoảng sợ bất an. Thót tim người đàn ông cõng con nhỏ băng qua dòng nước lũ chảy xiết. Dự báo cấp độ bão số 6 khi vào biển Đông, các tỉnh miền Trung đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở. Hội viên tử vong ở phòng tập California Fitness and Yoga lên tiếng Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Trà Vinh, mưa lớn lốc xét chiều cường xảy ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Cụ thể tại tỉnh Trà Vinh, xã Đại An, huyện Trà Cú, mưa lớn kèm theo sấm xét khiến hai người thiệt mạng. Về nhà ở, mưa lớn khiến 27 căn nhà bị ngập, Nghệ An 20 nhà, Trà Vinh 7 nhà. Về nông nghiệp, hơn 1.272 ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng Nghệ An 922 ha, Bình Thuận 350 ha, 63 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại tại Nghệ An. Ngoài ra tại Nghệ An, bốn con trâu của một hộ gia đình bị xét đánh chết, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng về giao thông có 13 vị trí ngầm đường giao thông bị ngập, Nghệ An 5, Quảng Bình 8. Về thủy lợi có 7 điểm canh mương cống tiêu bị sạt lở tại tỉnh Nghệ An và 7 điểm bờ bao bị sạt lở với tổng chiều dài 57 m tại tỉnh Trà Vinh. Trong khi đó mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh xét đánh bất ngờ tại một ngôi làng ở huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Theo đoạn video từ camera an ninh của một hộ dân, sự việc xảy ra ngay sau cơn mưa lớn trời đang dần trong thì bất ngờ xuất hiện một tiếng sấm nổ lớn rền vang khiến toàn bộ ngôi làng vốn yên tĩnh bị chấn động khoảnh khắc kinh hoàng khi xét dáng thẳng xuống con đường làng kèm theo tiếng nổ như bom đã khiến nhiều người dân hoảng sợ một tia xét kèm theo tiếng nổ lớn dội trúng hàng rào của hộ dân khiến nhiều thiết bị điện hư hỏng xung quanh khu vực bị xét đánh còn xuất hiện một đám cháy nhỏ nhưng may mắn là trời mưa nên ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt điều may mắn hơn nữa là vào thời điểm xét đánh không có ai qua lại trên con đường này nên không có thiệt hại về người sau khi clip lan truyền dân tình không khỏi bàn tán một cư dân mạng bình luận tiếng nổ như bom vậy may là không có ai ngoài đường chứ không thì nguy hiểm thật một người khác thì chia sẻ camera ghi lại thôi mà đã phát hoàng không biết cảm giác lúc đó thế nào hiện tại sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội nhắc nhở mọi người cần cẩn trọng hơn trong những tình huống thiên tai bất ngờ ngày 22 tháng 10, công ty thủy điện Trị An thuộc tập đoàn điện lực Đồng Nai thông báo về việc xả tràn điều tiết hồ chứa thủy điện Trị An đợt 3. Theo thông báo, lúc 7 giờ ngày 22 tháng 10, mực nước hồ Trị An đã đạt 61,77 m, cao trình an toàn là 62 m. Trong khi đó, lưu lượng nước về hồ là 1.120 m khối một giây. Còn mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,7 m. Mực nước hạ lưu sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa là 1,73 m. Lưu lượng nước qua tuabin phát điện là 800 m khối một giây. Trên cơ sở mực nước hạ du sông Đồng Nai ở trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh chiều cường, đang dưới mức báo động 1 và xuống nhanh trong các ngày tới. Đồng thời để đảm bảo mực nước hồ thủy điện Trị An không vượt quá mực nước dâng bình thường 62 m. Công ty thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 10 với lưu lượng nước xả qua đập tràn từ 160 m khối một giây đến 320 m khối một giây. Lưu lượng nước qua tu bin phát điện từ 640 m khối một giây đến 800 m khối một giây. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 800 m khối một giây đến 1120 m khối một giây. Theo dự kiến trong từ 1 đến 2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ từ 1100 m khối một giây đến 1200 m khối một giây. Trên cơ sở mực nước hạ du ở trạm thủy văn Biên Hòa, hạ nguồn sông Đồng Nai đã qua đợt chiều cường và ở mức thấp dưới 1,5 m. Công ty thông báo đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Chính quyền địa phương chỉ đạo phối hợp và thông báo cho người dân vùng hạ du thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Đồng Nai, Bình Dương chủ động phòng ngừa tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Trong ngày 21 tháng 10, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại một số xã như Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khiến nhiều tuyến đường trong khu dân cư thấp trũng nước ngập sâu, chảy xiết, người dân đi lại khó khăn. Đây là khu vực nằm dưới vườn quốc gia Bạch Mã, nơi có lượng mưa lên đến 255 mm nên lượng nước đổ về khá lớn. Một người dân đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông cõng một bé gái tầm 2 tuổi trên vai, người này dùng một tay giữ lấy cháu bé và mò mẫm đi trên đường đã bị nước lũ dâng cao, có đoạn gần tới ngực chảy xiết. Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người thót tim khi xem cảnh này. Theo tìm hiểu, hình ảnh này được ghi lại tại một khu vực dân cư thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc vào khoảng đầu giờ chiều ngày 21 tháng 10. Tối 21 tháng 10, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay ở khu vực phía đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Lúc 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 131,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 1.300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc, 127,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 75 km một giờ, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 3 đến 4 mét. Dự báo khoảng ngày 25 tháng 10, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Từ khoảng chiều và đêm 24 tháng 10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông, gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng cao từ 3 đến 5 mét, mưa rông kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Trên đất liền Việt Nam, trong 24 đến 48 giờ tới, Tây Bắc Bộ mưa rào và rông vài nơi, từ chiều 22 tháng 10, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đông Bắc Bộ mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm 22 tháng 10 có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Thanh Hóa đến Quảng Bình và Phú Yên có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác rông. Quảng Trị đến Bình Định mưa vừa, mưa to và rải rác rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rông rải rác, trong đó Nam Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to. Theo dự báo, đến 16 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ vĩ bắc, 127,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Bão mạnh cấp 8, 62 đến 75 km/h, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 4 m Đến ngày 25 tháng 10, bão có khả năng di chuyển vào biển đông và trở thành cơn bão số 6. Chiều và đêm 24 tháng 10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, phía đông kinh tuyến 118,5 độ kinh đông có gió mạnh dần lên cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng cao từ 3 đến 5 mét, mưa rông kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Trong khi đó, ở khu vực các tỉnh miền Trung đã có mưa vừa đến mưa to. Dự báo trong những giờ tới, nhiều khu vực tiếp tục có mưa, cảnh báo xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện, đặc biệt tại các khu vực Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối khu vực miền núi lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh có sức tàn phá lớn thường đi kèm với sạt lở đất đá người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu nước sông hoặc suối chuyển màu đục có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất khi thấy các dấu hiệu trên người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí an toàn hơn ngoài ra để phòng tránh nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các khu vực trên Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đề nghị cơ quan chức năng tại các địa phương trên lưu ý ra soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí sung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh ứng phó. Trung tâm California Fitness and Yoga thông tin về sự cố liên quan đến nam hội viên ngã quỵ khi đang tập luyện, không qua khỏi sau khi sơ cứu và cấp cứu khẩn cấp. Theo Trung tâm California Fitness and Yoga, 18 giờ 15 phút ngày 19 tháng 10, Hội viên bắt đầu tập luyện trên máy chạy bộ tại phòng tập thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khoảng 18 giờ 24 phút, khi đang tập luyện, nam hội viên biểu hiện mệt mỏi và dừng máy để nghỉ. 2 phút sau, người này ngã quỵ trên sàn. Phát hiện sự cố, nhân viên của trung tâm, gồm quản lý, huấn luyện viên có chuyên môn sơ cứu, phối hợp cùng các hội viên khác, gồm hai bác sĩ và một nhân viên y tế, thực hiện các biện pháp sơ cứu, hô hấp nhân tạo. 18 giờ 31 phút, tức 5 phút sau khi người đàn ông ngã quỵ, nhân viên của trung tâm gọi cấp cứu đến bệnh viện gần đó. 12 phút sau, đội ngũ y tế bệnh viện có mặt tại hiện trường và thực hiện cấp cứu tại chỗ cho hội viên. Thông cáo của California Fitness and Yoga nêu rõ: "Chúng tôi khẳng định rằng mọi quy trình sơ cứu và gọi cấp cứu được thực hiện kịp thời và tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định. Mọi nỗ lực được tập trung tối đa" để bằng mọi cách cứu sống hội viên trong thời gian ngắn nhất có thể. Ngay sau sự cố, trung tâm cũng đã chủ động liên lạc với gia đình nạn nhân, thông báo cho ban quản lý tòa nhà để bảo vệ hiện trường và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng. Đơn vị cũng đồng hành cùng gia đình đưa nạn nhân đến nhà tang lễ trong đêm 19 tháng 10, chịu toàn bộ chi phí di chuyển, chi trả chi phí nhà tang lễ và các chi phí mai táng theo đề xuất của gia đình. California Fitness and Yoga cũng nêu lý do không đưa ra phát ngôn ngay sau khi sự cố xảy ra là vì ưu tiên hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập thông tin đầy đủ và chính xác. California Fitness and Yoga cam kết minh bạch trong mọi hành động và luôn tuân thủ quy trình pháp lý. Trung tâm cho biết sẽ ra soát lại quy trình an toàn và sơ cứu tại trung tâm nhằm đảm bảo các biện pháp khẩn cấp luôn được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả nhất. Trung tâm khẳng định những thông tin trên mạng xã hội cho rằng chậm trễ trong sơ cứu cản trở việc cấp cứu và thái độ vô cảm của công ty là hoàn toàn không đúng sự thật. Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét quá trình đào tạo, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh bằng cấp của ông Vương Tấn Việt theo quy trình kỹ lưỡng, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật. Kết quả xác định ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hóa không hợp pháp và ông Vương Tấn Việt cũng đã thừa nhận việc này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật, đồng thời ra soát quy trình tổ chức đào tạo nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Những ngày qua, phát ngôn của CEO Nguyễn Phương Hằng liên quan đến cư sĩ Minh Tuệ đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và khó hiểu khi CEO Nguyễn Phương Hằng tuyên bố đòi quất sư Minh Tuệ không trượt phát nào. Trong khi vị cư sĩ này chưa hề gặp gỡ, cũng chưa hề có bất kỳ phát ngôn nào đụng chạm đến bà Nguyễn Phương Hằng. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ vì cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đang vượt quá giới hạn của tự do ngôn luận, có những phát ngôn mất kiểm soát đến cư sĩ Minh Tuệ. Đặc biệt, trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều bài nhạc chế hoặc nhạc tự sáng tác mang tính kể tội, chỉ trích, lên án CEO Nguyễn Phương Hằng vì những phát ngôn liên quan đến cư sĩ Minh Tuệ. Trong đó có bài nhạc chế đặt tựa Thầy tôi tội gì dựa trên nền nhạc của bài Đứa con tội lỗi do một tử tù ở Nghệ An sáng tác năm 1995. Bài nhạc chế này ngay sau khi tung lên mạng đã được lan truyền chóng mặt, thậm chí còn có cả bản karaoke để mọi người có thể hát. Bàn về câu chuyện này, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, không phủ nhận thời gian qua, CEO Nguyễn Phương Hằng cùng chồng và công ty làm được nhiều việc tốt, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bà Nguyễn Phương Hằng muốn nói gì thì nói Đụng chạm đến ai thì đụng chạm Cần phải có sự cảnh tình để bà Nguyễn Phương Hằng biết mình là ai Và cũng phải có điểm dừng Không thể vì làm được việc tốt là có quyền động chạm đến bất cứ ai Làm bất cứ việc gì Theo nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên Bà Nguyễn Phương Hằng nên biết tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tự do, tín ngưỡng của người khác nếu phát hiện ai đó sai phạm thì báo cáo lên cơ quan chức năng nếu có bằng chứng để họ xử lý theo quy định của pháp luật. Không nên tự tạo ra một diễn đàn để thỏa mãn sự hiếu kỳ của một số người. Có thể hết người này sẽ đến người khác, hết chuyện này sẽ đến chuyện khác. Chưa kể là cách nói rất cảm tính. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi nói chuyện tại khu du lịch Đại Nam với chủ đề: thông cảm hay vô cảm. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định chắc nịch rằng trong talk show này, bà sẽ quất sư Minh Tuệ không trượt phát nào. Chính điều này khiến cho rất nhiều người hồi hộp chờ đợi xem bà Nguyễn Phương Hằng nói gì về sư Minh Tuệ, nói riêng và một số người bà đã đề cập trước đó nói chung. Tuy nhiên trong talk show này, bà Nguyễn Phương Hằng lại không quất sư Minh Tuệ như đã nói trước đó mà đánh lái sang một câu chuyện nhạy cảm khác.